Chào các bạn. Đây, các bạn hãy quan sát, đây là một cái cây sen đá mà cô vừa bó xong này. Thì trong quá trình bó ấy, có thể các bạn sẽ rụng một số cái lá như thế này. Đây các bạn nhìn Dụng nhá. gì cô làm dụng nó ra xong bây giờ cô lại bảo các bạn luôn. Đấy. Thì các bạn bó, cô là hậu đậu rồi, khi cô họ bó này cô bị rụng. Thế thì những cái này chúng ta sẽ không vứt đi mà chúng ta có thể nhân giống để mọc thành những cây sen đá tương tự như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô sẽ quay lại cái video mà thầy Cương, cái đĩa ươm rêu của thầy Cương vừa nãy ở đây. Đấy, các bạn ươm rêu xong rồi thì cái đĩa nó sẽ như thế này. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái đĩa này để chúng ta ươm luôn những cái mầm sen đá như thế này. Nó rất là dễ thôi. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là cái lá thì nó sẽ có cái cuống rời từ cái thân ra ở đây này. Và cái đầu này là cái đầu đầu lá này. Thế thì cái đầu mà từ cái thân rơi ra ấy, chúng ta sẽ đặt nhẹ nhàng xuống xuống dưới cái giá thể than mà ẩm ẩm. Đấy. Dùng chính cái rêu này nó cũng giúp Đúng cho rồi. cái độ ẩm cho cái Đấy. lá đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể để vào những chỗ mà không có mưa trực tiếp rơi xuống nhé. Đấy, và nắng nhẹ nhẹ để vừa rêu vừa phát triển mà sen đá cũng phát triển. Thì đây các bạn có thể quan sát một cái đĩa ươm sen đá của cô sau khi cô bó rất là nhiều những cái quả cầu rêu thì Cô đã rụng hết ra mỗi đúng quả không? cầu nó rụng là một vài lá thì cô đã ươm lên như thế này. Đây này. Thì sau một thời gian nó sẽ mọc. Chúng mình có thể từ cái mầm này, đây là một cái lá sen đá nhím đen này. Đấy, nó đã mọc cái mầm lên đây rồi. Đấy, cái nhóm sen đá này nó rất là hay ở chỗ là từ một cái lá nó có thể sinh sản thành thành một cái cây mới rất là nhanh chóng. Thì khi mà nó đủ lớn giống như cái cây này đấy, thì chúng ta có thể chuyển sang bầu để mọc thành một cái cây mới được. Đó.